ngày 1 tháng 8 tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc đã phối hợp cùng Sở Công Thương các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum tổ chức chương trình kết nối giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa gắn với xúc tiến du lịch và đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chương trình đã thu hút kết nối giao thương xuất khẩu hàng hóa giữa 29 doanh nghiệp Hàn Quốc và 73 doanh nghiệp, hợp tác xã khu vực Tây Nguyên. Tại đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc được các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu về thông tin doanh nghiệp của mình, bao gồm sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, chế biến và nhu cầu, khả năng cung cấp sản phẩm có sản phẩm mẫu giới thiệu kèm theo. Thông qua chương trình này sẽ giúp doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên nắm bắt thêm thông tin về dự báo tình hình, định hướng nhu cầu thị trường xuất khẩu, cập nhật tiêu chuẩn nhập khẩu của thị trường Hàn Quốc. Còn doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp cận, đánh giá được năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên, cũng như nắm bắt tình hình phát triển logistics tại các địa phương. Từ đó giúp thị trường xuất khẩu mở rộng và có thêm nhiều chuỗi cung ứng mới được hình thành, góp phần đưa các sản phẩm thế mạnh của khu vực Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung đi xa hơn, bền vững hơn. Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có thương mại và đầu tư. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo 13 tỉnh thành phố tham gia thí điểm mô hình. Sau 2 năm thí điểm, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã có những tín hiệu tích cực, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và bà con nông dân. Đến nay, ngoài 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm với 156 thành viên, tại 13 tỉnh tham gia đề án đã thành lập thêm 1.071 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng với tổng số 9.622 thành viên. Để hoạt động ngày càng hiệu quả và bền vững hơn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẩn trương hoàn thiện bộ quy chế mẫu về hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng và xây dựng các văn bản hướng dẫn gửi các tỉnh, thành phố để nhân rộng mô hình tổ khuyến nông cộng đồng trên cả nước. Luật nhà ở 2023 sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 với nhiều điểm mới, mang đến những lợi ích cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nổi bật là các thay đổi về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Những năm gần đây, cơ cấu nguồn cung ở thị trường bất động sản có xu hướng ưu tiên căn hộ cao cấp. Nhu cầu lớn nhất là nhà ở phân khúc giá bình dân lại thiếu hụt trầm trọng, người có thu nhập thấp khó có thể an cư. Luật nhà ở mới được thực thi có nhiều quy định được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng tôi nghĩ rằng là khi các cái luật này ban hành thì nó sẽ giải quyết, tháo gỡ được nhiều cái điểm nghẽn và thúc đẩy cái việc phát triển các cái dự án bất động sản, đặc biệt là các cái dự án về nhà ở xã hội sẽ được cải thiện nhiều hơn, nguồn cung nó sẽ tăng lên trên thị trường thì nó sẽ làm giảm áp lực cung cầu và giá cả, qua đó có thể hạ nhiệt. Và các cái vấn đề chính sách tín dụng thì ngân hàng và chính phủ cũng đã điều hành, cũng chỉ đạo và cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. Luật mới mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp thuận lợi hơn khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đặc biệt bổ sung nhiều quy định khuyến khích doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, góp phần tháo gỡ những nút thắt về pháp lý đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Luật nhà ở quy định có những cái ưu đãi rất đặc biệt cho các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trong đó là cụ thể là sẽ miễn giảm toàn bộ các tiền thuế đất, tiền sử dụng đất, và đặc biệt là các cái thủ tục để được miễn giảm đó là chủ đầu tư cũng không phải thực hiện, chỉ cần xin phép xây dựng dự án nhà ở xã hội là đã được tự động là miễn giảm cái tiền đó. Cùng với luật nhà ở còn có luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8. Sự bổ sung đồng thời của các bộ luật là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản nói chung. Dự báo năm 2025 sẽ có sự phục hồi cả về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và giá bán nhà ở xã hội. Từ thành công trong việc điều trị nhiều ca bệnh khó, bệnh hiếm, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai thêm chuyên ngành bỏng để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoài cộng đồng, cũng như hỗ trợ ứng cứu cho các địa phương xử trí và tiếp nhận các nạn nhân của các vụ hỏa hoạn lớn. Để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chức năng đầy đủ của Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước,
Bệnh viện Bạch Mai quyết định triển khai chuyên ngành bỏng và thành lập khoa da liễu và bỏng trên cơ sở tổ chức lại khoa da. Điều trị bỏng tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân có điều kiện cấp cứu và nhận diện tình trạng người bệnh chính xác nhất với sự phối hợp của các chuyên khoa da liễu, hồi sức cấp cứu, chống độc, hô hấp, nhi, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, thần kinh, tâm thần, phục hồi chức năng, miễn dịch, dinh dưỡng lâm sàng. Với nền tảng đa khoa và thế mạnh điều trị chuyên sâu, Bệnh viện Bạch Mai nhận thấy sự cấp thiết của việc cần phải xây dựng chuyên ngành bỏng để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chức năng đầy đủ của bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước. Cùng với đó, bệnh viện cũng đẩy mạnh thêm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về chuyên ngành bỏng cho các địa phương tuyến dưới. Sau gần 20 tháng được trùng tu, chùa Cầu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và những người yêu mến phố cổ về công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt này. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo mới của di tích. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đây là hình ảnh chùa Cầu sau gần 20 tháng trùng tu. Dự án sẽ được khánh thành vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2024 nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản. Trước hình ảnh mới mẻ này, nhiều du khách cảm thấy lạ lẫm, chưa quen. Bây giờ mình chưa quen, mình thấy là cái cũ mình thấy là mình quen mẻ nó hơn, mình thấy nó đẹp hơn, và mang cái đậm chất, cái nét sắc ngày xưa. Còn bây giờ mới thì có thể là mọi người cảm thấy chưa quen chứ. Theo thành phố Hội An, để chuẩn bị trùng tu, thành phố đã chuẩn bị rất kỹ, tổ chức nhiều hội thảo khoa học, hồ sơ quốc tế. Cũng như trong suốt quá trình trùng tu, thành phố Hội An luôn công khai minh bạch, mở cửa cho người dân, du khách hay chuyên gia, nhà khoa học tham quan để góp ý. Công trình chùa Cầu sau khi trùng tu đã đảm bảo tất cả các yếu tố về mặt kiến trúc, về mặt lịch sử, về mặt khoa học và về mặt pháp lý, đặc biệt là đã giữ tối đa được các cái yếu tố gấp mà có thể giữ được và giữ nguyên vẹn được cái kiến trúc, cái hình dáng như chùa Cầu trước đây. Dự án tu bổ di tích chùa Cầu này nó đã được thực hiện rất là bài bản, và trong quá trình triển khai các bước như vậy thì đều có cái sự tham gia của Cục Di sản Văn hóa chúng tôi, đều có cái sự tham gia phối hợp của rất nhiều các chuyên gia đầu ngành trong nước trong lĩnh vực bảo tồn di tích. Ngoài ra, Cục Di sản Văn hóa chúng tôi đã mời các chuyên gia nước ngoài, mà điển hình ở đây là các chuyên gia của JICA, của Tổng cục Tài sản Văn hóa Nhật Bản đã đóng góp trong cái phương án thiết kế, trong cái quá trình tu bổ, trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng di tích. Vậy sao lại có nhiều ý kiến đến vậy? Nhất là màu sắc mới của di tích sau khi trùng tu. Cũng chính vì màu sắc mới này mà nhiều người cho rằng việc trùng tu làm mất đi nét cổ kính, rêu phong và nhìn có vẻ mang tính hiện đại, xây mới. Thực tế thì sao? Chúng ta đã áp dụng cái vôi truyền thống để làm màu sắc cho chùa Cầu, và chỉ cần một năm sau với tác động của thiên nhiên thì cái màu của nó sẽ xuống. Còn chúng ta không sử dụng cái màu công nghiệp ở đây. Nếu mà sử dụng màu công nghiệp thì cái việc xuống màu nó sẽ rất lâu. Rõ ràng việc phục hồi chùa Cầu dù thế nào cũng không thể tránh làm cho di tích có phần mới ra. Nhưng điều quan trọng là giữ gìn được tính nguyên gốc, bảo đảm được tính nguyên tắc trong tu bổ di tích. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.